Xin kính chào quý vị và bà con ngư dân. Giải thấp xích đạo tác động đến các vùng biển ở phía Nam bao gồm khu vực Bình Thuận cho đến Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Vịnh Thái Lan và ngoài khơi xa khu vực Nam Biển Đông đã bắt đầu suy yếu. Gió mùa Tây Nam chưa kịp hoạt động mạnh trở lại, vì thế mà mưa dông sẽ có xu hướng thu hẹp và thời gian mưa thì cũng lùi dần về chiều tối. Trong khi đó thì ban ngày trời tạnh giáo, có nắng gián đoạn, tầm nhìn tăng lên ở mức trên 10 km, vì thế bà con ngư dân vẫn có thể tranh thủ thời tiết tạnh giáo ban ngày để cho tàu thuyền ra khơi đánh bắt. Trở ra với các vùng biển ở phía Bắc, dự báo trong khoảng 3 ngày tới ở tại Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa sẽ chịu tác động chính của rìa phía đông nam vùng áp thấp phía Tây. Thời tiết trên các khu vực khá tốt, trời tạnh giáo, gió thịnh hành chủ yếu theo hướng nam đến tây nam, cường độ ở khoảng cấp 4. Riêng khu vực phía Bắc của Vịnh Bắc Bộ ngày mai sẽ có gió ở mức cấp 4 cho đến cấp 5. Tuy nhiên, từ chiều tối ngày 9 đến 11 tháng 6, có khả năng gió sẽ đạt mức cấp 6 nên sóng dâng cao và gây tình trạng biển động. Tiếp nối bản tin là thông tin trên các tuyến hải trình ra vào đảo. Thưa quý vị và bà con ngư dân, cùng với quá trình mở rộng của vùng áp thấp ở phía Tây, trong 3 ngày tới, thời tiết ở trên khu vực Vịnh Bắc Bộ nói chung và tuyến hải trình từ Hải Phòng ra huyện đảo Bạch Long Vĩ nói riêng sẽ có thời tiết khá tốt. Trời phổ biến là ít mưa, ban ngày có nắng, tầm nhìn xa thông thoáng. Gió trên vùng biển này trong ngày hôm nay và ngày mai hoạt động với cường độ trung bình khoảng cấp 4 đến cấp 5. Tuy nhiên, về chiều tối các ngày từ 9 cho đến 11 tháng 6, cùng với quá trình hoạt động mạnh của vùng áp thấp, gió mạnh lên tới cấp 6, khiến cho sóng dâng cao và gây tình trạng biển động. Là một trong số những tuyến hải trình thuộc vùng biển miền Trung, dự báo từ nay đến khoảng 3 đến 5 ngày tới, dọc suốt tuyến hải trình từ Sa Kỳ ra huyện đảo Lý Sơn hay ngược lại đều có thời tiết ổn định. Gió thổi đều theo hướng Nam đến Tây Nam, hoạt động với cường độ trung bình yếu, nên sóng thấp dưới 1,75m, biển không động. Thời tiết có mây thay đổi, trời không mưa, ban ngày nắng giáo, riêng thời điểm trưa và chiều có thể có nắng gắt. Vì thế mà các tàu thuyền cần trang bị đầy đủ các vật dụng chống nắng cần thiết cho mỗi chuyến ra khơi của mình. Xa hơn về phía Nam, dự báo từ ngày mai thì rãnh mây dông ở phía Nam sẽ hoạt động yếu dần. Vì thế mà tình trạng mưa dông trên vùng biển từ Bình Thuận xuống đến Cà Mau, trong đó có tuyến hải trình từ Vũng Tàu ra đến Côn Đảo, được dự báo sẽ giảm hơn. Những cơn mưa sẽ lùi dần về chiều tối, trong khi đó thì ban ngày trời tạnh giáo, có nắng, tầm nhìn thoáng đãng với trường gió Tây Nam hoạt động chưa mạnh, chỉ ở mức cấp 3 cho đến cấp 4. Bà con ngư dân có thể tranh thủ khoảng thời gian từ sáng cho đến chiều cho tàu thuyền của mình ra khơi đánh bắt thủy hải sản. Chuyển sang vùng biển ở phía Tây, khu vực biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, trong đó có tuyến hải trình từ Rạch Giá đến Phú Quốc. Dự báo trong khoảng 3 ngày tới thì khu vực này sẽ có gió Tây Nam, hoạt động khá yếu chỉ dưới mức cấp 3 nên sóng thấp dưới 1m, biển êm. Thời tiết ban ngày nắng giáo, tầm nhìn thoáng đãng, thuận lợi cho tàu thuyền di chuyển. Tuy nhiên về chiều tối thì những đám mây đối lưu vẫn phát triển gây mưa dông rải rác, khiến tầm nhìn giảm thấp chỉ còn từ 4 đến 10 km kèm theo khả năng có gió giật nên bà con ngư dân cần hết sức lưu ý. Bản tin thời tiết biển ngày hôm nay sẽ khép lại với phần dự báo chi tiết cho các vùng biển trên cả nước trong 3 ngày tới. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.